Hồi dướng nữa rồi. Cá bự. Ôi cá bự. Từ. Bút không? Lấy mờ bút không? Không, dìu vô. Đây tao xuống. Lấy đồ mút nha. Từ. Được. Cá ngát. Ôi to lắm. Lấy hồ mút. Đây quay. Dìu lên. Lấy kềm không? Ê. Bỏ vô thùng luôn. Cá mình chắc cả ký. Rồi. Đó, cái này mới quan trọng. Nó đại biết bao lâu rồi ha. Vui rồi đó. Mùa xuân đã trở lại đúng không? Tới giờ đó. Tới giờ rồi. Ủa cá. Quá bự. Quá bự luôn rồi. Ê từ. Cái kềm. Kéo luôn cả cái cần mà. Giật luôn nó rớt xuống. Ê có khi nào nó đi kiếm con nữa không? Đó đúng rồi. Thằng cha đó. Giờ đi kiếm theo con mẹ nó cho gia đình nó đàn. Ê. Cho gia đình nó hạnh phúc luôn. Mồi của mình thấy con cá của mình quăng mẹ nó đâu. Từ bình tĩnh. Hồi nãy mình cắt miếng mồi xong tôi thấy con cá của mình quăng luôn. Con chó nó là nó vô chuyện, nó đi vòng vòng. Dính cứng dưới ta. Sâu quá mà, cái lúc mà nó giật nó móc sâu quá. Ây da, quá con này nó cạp. Gần ở đâu. Gây chưa? Chưa nữa, má ơi, cứng quá. Bỏ cây vô mỏ ngoáy mẹ.